zombie, mũi thứ hai là mũi Cornell. Còn cái mũi tăng cường thì chúng ta học một mũi là mũi Lambert. Còn cái mũi cutscene thì anh chị có xem video, anh chị cho xem thêm cái chuyện. Cái này thường thường là chúng ta khâu bằng chỉ lách siêu, chúng ta xài ni lông anh chị, tại mình không có chỉ, mình lấy cái này. Cái này là cọng ni lông để khâu da. Thì nguyên tắc kẹp kim anh chị thì em có giảm anh chị là kẹp mồng ba ngoài hay ba trong, ta kẹp khuôn góc. Rồi ta khâu cái mũi Cornell trước nha. Cornell là mũi toàn thể nha, lấy luôn cả bốn lớp nha. Còn ta móc cái mũi đơn trước nè, cái này đi gắt mất tiêu rồi. Cái khoảng cách từ đây tới đây thì thường thường nó khoảng 0.5 anh chị, khoảng cách cái đỉnh cũng khoảng 0.5. Có anh chị nào còn kịp được không? Cột xong anh chị, thường thường giả sử cọng chỉ mà nó đa sợi thì chúng ta có thể quấn một vòng, còn cái cọng chỉ này nó đơn sợi chúng ta quấn hai vòng này, một vòng này, hai vòng này, nhớ là để cái cây nó nằm có cái kẹp con kim nằm ở giữa, rồi mới đầu tiên ta kéo chúng ta cái này nó cái kẹp kim nó không dính nó này, đúng rồi, còn lấy cái kẹp khác này để không sao, cất giữ nó rồi, cất giữ nó rồi. Cái này đồ nó hơi xịn nên cầm cái cọng chỉ nó không dính. Đưa này chọi cây này, cái đây cây nào cũng vậy anh ơi. À, lấy cái hộp cho thầy mượn cái đây. Rồi mình chéo tay anh chị. Cái mối đầu tiên mình chéo tay nha, nhớ chéo tay nè, tay mình chéo nè. Như thế này là không chéo đâu anh chị. Nếu mà anh chị không chéo thấy cọng chỉ nó không có sát, nó thành số 8 á. Mình nó chéo qua đây như thế này. Xung. Rồi mình kéo mình qua chỉ. Khóa chỉ cho anh chị, mình kéo qua đây như thế này, xoay ngược lại như thế này. Nó khóa chỉ. Rồi, tiếp theo là mối thứ hai. Mình không chéo tay nè. Hai tay mình nó ngang nhau mình kéo. Mối thứ ba mình tiếp tục mình chéo tay. Cắt cho thầy kìa. Không, mỗi con neo đâu cắt bên chị. Con neo không cắt nha, con neo là khâu bắt mà. Rồi từ từ lấy cái Kelly. Kẹp giữ cái này lại, cái Kelly đóng tiêu rồi. Rồi mình giữ đây nha. Rồi tiếp tục mình khâu bắt phải có người cầm nha. Anh chị nào cầm cái cọng chỉ giùm mình. Nhớ là cầm kẹp bên kia mình cầm đi nha, nếu anh chị nó cầm vậy là cầm gì là cầm của giống như mình nhổ lông gì á. Không có mua cái đó kìa, chứ cầm cọng chỉ kia. Dài đúng rồi. Con neo mình để ngang thì câu dễ hơn. Cầm này nha. Ta làm sao nên làm giống như Trang vậy, giờ mình móc bốn lớp này như thế này. Dài tới mình chị nè, qua bốn lớp. Do này nó mỏng như là ganh, nếu mà chúng ta câu mà nó dày qua bốn lớp này lên. Rồi kéo. Kéo anh kéo. Kéo lên trên, từ từ làm ta kéo là ta kéo qua. Kéo lên trên rồi sau kéo qua sau giữ lại. Rồi tiếp tục ta cái mũi tiếp theo ta đi tiếp nè. Chúng ta không có đi ra phía trước này, chúng ta đi phía giữa nè. Tại vì nó bắt đầu cái đây, chúng ta đi phía trước, lên tiếng là phía trước chút xíu anh chị nè. Đi phía giữa này thấy không? Mình đi tiếp về phía trước. Nhớ là móc qua bốn lớp này nha, rồi mới đi lên là từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Rồi, kéo tiếp anh chị. Thường thường mình đừng có để nó lỏng nha. Thường thường là chúng ta kéo là kéo liên tục, thường thường chúng ta sẽ có cái gì kéo là sao như thế này. Thường thường ta có cầm cái cây Kelly, cái mình giữ cái đuôi này nè. Để không là nó tuột nó lỏng. Mình phải giữ chỗ này. Đúng rồi, giữ chỗ đó. Rồi em nhả ra anh mới bắt đầu mình kéo. Rồi tiếp nè, đây, vòng qua đây. Từ ngoài vào trong, hết bốn lớp nha. Rồi sau đó là từ trong ra ngoài. Lên trên rồi chúng ta em kéo ra nó buông nha. Rồi kéo buông nó ra rồi ta kẹp cái giữ cái đầu đây. Lấy cái cây ly á, đè cho nó lại, đè xuống. Rồi tiếp tục. Chắc em giữ cho mấy chị luôn á, thầy cháu giữ luôn. Đúng rồi, chắc mình giữ luôn. Rồi tiếp. Thầy chấm thầy giữ luôn. Có anh chị nào vô phụ nữa, thường thường có một bạn vô phụ. Nè, mình khâu tiếp vào đây. Rồi sao tới gần hết rồi sao nữa anh chị? Gần hết thì sao? Mình quắt ngang. Ở đầu mình giữ nha. Ta có buông nha. Thì nào kêu buông nha, thì mình giữ này. Chờ cái đuôi, để lại như mình cột chỉ. Giữa nha, nhớ để giữa. Quấn hai vòng. Rồi, em nhả ra ra. Cột lại. Được nha, để phá chỉ kéo qua đây. Còn nếu mà nó không phá thì thôi, không phá cũng không phá thì có người giữ chỉ giùm. Hai mối. Ba mối, nhớ là mối thứ nhất là để giữa nha, mối thứ nhất để giống quấn đây. Chéo tay nha, này là chéo tay nè. Mối thứ hai để giữa nhưng mà mình không chéo tay. Và mối thứ ba
tiếp tục chéo tay, ít nhất là phải 3 mối nha. Rồi xong, cắt chỉ giùm em. Cắt ngang đi nữa. Rồi, nó là mũi con neo, tưởng tượng được.